Thành phố đã khánh thành 4 nhà ga cách nhau 1,7 km tại khu phố nghèo Cuatepec, ngoại ô của đô thị. Mỗi cabin có 10 chỗ ngồi và cửa sổ lớn để thông gió, hạn chế sự lây lan của virus. Hiện tại, chỉ có 6 hành khách được phép ngồi mỗi khoang nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, tất cả đều phải đeo khẩu trang. Hệ thống cáp treo này rất cần thiết vì nơi đây có rất đông xe cộ qua lại, trong khi tình hình an ninh ở đây lại không tốt lắm. Có nhiều vụ hành hung trên đường đến Cuatepec. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian đi lại và đôi khi phải đi bộ vì không có phương tiện. Hệ thống cáp treo này có chiều dài tổng cộng 9,2 km với 5 nhà ga.